Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Em đêm hôm em đi soi ao ốc xem. Lâu lắm rồi em không đi soi nhé. À, hôm nay em đi thả này. Đó. Ốc vẫn có trứng mà nó không nở không đẻ này. À, đây. Đây là ốc nó tự nở ra này. Nó đẻ ít nhé, nó đẻ ít nên là ốc nó đẻ ít nên em không thu ấy, không thu về. Đây. Em không thu về nên là một phần nó đẻ con nha. Con rất nhiều nhé. Đó, cái ốc ốc nó đây là những con ốc nó tự nở tại ao ấy. Em sẽ để một cái ao tự nhiên. Ui, em dấm mấy con ốc xuống đáy. Em sẽ để cái ao này cho nó rất tự nhiên, nó sẽ bò lên bờ và nó đẻ. Nó đẻ rồi nó tự nở. Vì nó cũng rậm quá mà ít trứng bây giờ vào thời điểm này nó cũng ít. Đây là những con ốc bố mẹ đấy. Đây vẫn có trứng đây nhé. Đây là ốc bố mẹ nhé. Nó đẻ nhé. Nó đẻ tự nhiên luôn. Nó đẻ trong. Đây nó đẻ nó tự nở ra. Đã, đây nó đẻ nó tự nở ra. Nở ít lắm nhé. Mà em kệ nó thôi. Cho nó quen với môi trường sống thật tự nhiên này. À này em để tự nhiên nhé. Đó. Em vẫn ném thức ăn cho nó nhưng mà em để nó tự nhiên. Đấy, đụng xuống là nó chìm, nước đục quá. Đó. Là qua điện thoại các bác có thấy không? Còn ít thôi nhé mọi người nhé. Ao này em để ốc đẻ tự nhiên. Đây, những con ốc bố mẹ đấy. Đây, ốc con này. Đó, nó đẻ tự nhiên nhé. Này. Ốc đẻ tự nhiên nên là ốc cái lứa ốc con này này. Đây là những con ốc đẻ tại ao. Các bác ạ. À. Bởi vì ngày xưa con ốc nó là tự nhiên nên bây giờ mình bắt nó về ấp thì tỷ lệ nó nở thành công hơn. Để tự nhiên thì nó rất ít nhá. Đây em. Các bác không nên làm như em đâu bởi vì em nhiều ao. Em làm một cái ao tự nhiên chơi thôi. Tự nhiên đây, ui xấu quá. Đó. Ốc bố mẹ này. Vẫn còn nhiều nhá các bác nhé. Bố mẹ em vẫn để tự nhiên như vậy đây. Những con này nó để nở ra tự nhiên. Nó ít thôi, nó không được nhiều. Thức ăn của nó đây. Đây.
Cái này rêu hơi bám. Bám rêu lắm. Ao này thì từ đầu năm đến giờ em chuyên cho ốc đẻ, xong em thu hoạch. Thu hoạch và em cũng bắt ốc bố mẹ mất mấy tạ rồi. Bây giờ còn ít thôi, nhưng còn sót lại này. Đó, ốc bố mẹ còn sót lại. Đó. Ở chỗ sâu thì không xuống được nhé các bác nhé. Thôi để em sẽ đưa các bác sang ao bên kia. Rộng quá. Đây là em quay ao ốc đẻ tự nhiên, cũng nói luôn luôn các bác là đẻ tự nhiên thì tỷ lệ nở nó rất thấp. Nên là video này em quay là các bác nên, bác nào thấy ốc ở ngoài tự nhiên vẫn còn ấy, nên gom trứng nó về nhé, chứ đừng làm như em. Còn cách ấp trứng như nào thì em cũng làm khá nhiều video đấy, các bác có đăng ký kênh ủng hộ em ấy thì các bác được xem rồi. Còn bác nào chưa đăng ký kênh, ít nữa em cũng vẫn cứ làm tiếp cái video ốc cuối vụ.